Có Phật tử hỏi rằng: Kính bạch Thầy, sư Thầy ở quê con tuy là người xuất gia nhưng Thầy vẫn tổ chức cho chúng con hầu đồng và bản thân Thầy cũng hầu đồng, thì không biết việc ấy có đúng hay không? Không biết Phật tử này quê ở đâu. Thì cái chuyện này, thưa đại chúng, đấy là sư Thầy xuất gia rồi mà tổ chức cho Phật tử hầu đồng, rồi lại bản thân mình cũng hầu đồng nữa, thì đúng hay sai với bổn phận của người xuất gia? Thưa đại chúng, Thầy trả lời rất rõ, điều này là hoàn toàn sai đối với bổn phận của người xuất gia. Đệ tử xuất gia của Phật là quy y Phật Pháp Tăng. Quy Phật rồi là không quy y trời, thần, quỷ vật. Mà bây giờ mình lại còn hầu chính mình hầu đồng nữa thì sai rồi. Trong kinh 42 chương Đức Phật dạy, người xuất gia những cái này còn không được làm này: xem thiên văn địa lý, đoán tướng số cho người, đều là việc không được làm đấy. Như thế là sai mất bổn phận của người xuất gia. Người xuất gia phải chăm tu giới định tuệ, trau dồi giới đức, rèn luyện trí tuệ, học hỏi kinh pháp, luyện tâm mình, thanh tịnh tâm mình để chứng thánh quả. Đấy mới là bổn phận người xuất gia, chứ không phải xuất gia bây giờ lại đi làm cái việc kia. Cho nên trong kinh 42 chương Đức Phật cấm xem thiên văn, xem địa lý, xem bói toán này khác, đều là không đúng bổn phận người xuất gia. Đã không đúng rồi, bây giờ còn đi nhảy đồng, hầu đồng nữa, tự mình lại hầu đồng nữa. Khuyến khích Phật tử hầu đồng là sai mất rồi, là sai rồi. Đây, thưa đại chúng, đây, ở đây có bài kinh Nhân Quả này. Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói trình thiện ác nhân quả đây, thưa đại chúng, đây. Đây, thiện ác nhân quả. Có Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Dịch đây, nói rất rõ làm sao. Nói về chuyện hầu đồng, bà đồng. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sinh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối gạt người. Sau khi chết đọa vào địa ngục trước thiệt, bị quân ngục tối băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị chim sắt mỏ sắt moi hai con mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem ra trạch đoán cát thung, năm họ tiền lợi, an long giận mạch, vân vân, nói càn những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng, có rất nhiều chim đậu trên mình, mổ móc thịt ăn, dây dỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đây là trong kinh Thiện Ác Nhân Quả nói rất rõ, nghe không? Chúng ta biết rồi, hầu đồng cũng giống như là để cho vong dựa, nó mượn thân xác của mình rồi, chiếm đoạt luôn rồi. Cho nên những người mà đồng bóng đó, đại chúng biết rồi đấy, tính nết thường hay bị thất thường là vậy. Có phải không? Cái này là chính kinh Phật quả trách. Chư Tăng, ở đây Thầy nói chư Tăng là không được phép hầu đồng, không được phép lại tổ chức cho Phật tử hầu đồng, mê hoặc như thế. Nghe không? Làm mất mình đấy. Đệ tử Phật phải làm chủ chính mình, mình phải làm chủ chính mình. Mình làm mất mình thế đâu được. Vâng. Đó. Thế cho bây giờ thì có một số nói rằng là cái việc thờ mẫu, thờ Tam Phủ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Thì đây là UNESCO công nhận cái gì? Cái tín ngưỡng thờ mẫu. Đây là do xuất phát từ việc chúng ta tín ngưỡng thờ nữ thần, thờ người mẹ. Rồi ở Việt Nam mình ấy, từ đó biến thành việc thờ mẫu. Ví dụ như mẫu Liễu Hạnh hay là Nguyên Phi Ỷ Lan sau này họ cũng coi như là một vị mẫu.
Vậy những vị này là thế nào? Là những cái vị rất tiết hạnh, rất có công lao. Đấy, nhưng Nguyên Phi Ỷ Lan đại chúng thấy là gì? Nó gọi là mẫu nghi thiên hạ. Các vị đó có công đức với đất nước. Và đúng tinh thần thờ là để chúng ta kính trọng, học hỏi những cái đức hạnh của các vị này. Nhưng sau này rồi từ cái việc này nó bị biến thái đó. Đó. Thế nhưng UNESCO họ công nhận là công nhận cái hình thức văn hóa ở đây là những cái điệu nhạc, wow, tế cúng trong đó, những cái điệu múa. Nhưng còn cái hồn, cái nội dung của cái việc mà hầu đồng đó, rồi mê mị quần chúng thì không phải là UNESCO công nhận cái việc này. Rõ, đại chúng rõ, hai cái khác nhau. Giống như UNESCO cũng công nhận hát chầu văn, công nhận hát quan họ, rồi hát xoan ở Phú Thọ là văn hóa phi vật thể. Đấy thôi, chứ không phải công nhận cái việc mà lên đồng, rồi hù dọa, rồi những cái hình thức mê tín, không phải. Đại chúng phải rõ như vậy nhé, hai cái khác nhau. Không rồi chúng ta lầm, một số Phật tử nghĩ vào cái này được UNESCO công nhận, cho nên ta thoải mái, ta hành cái nghề này. Nhiều khi ta làm cái việc này rõ ràng là tuyên truyền mê tín, trái với chính pháp của Phật. Nếu là đệ tử Phật không được phép làm cái việc này. Chúng ta nhớ Phật dạy quy Phật không quy y trời, thần, quỷ vật cơ mà. Có phải không? Trời mình còn không quy, không theo. Thần mình cũng còn không theo, không quy theo. Phải không? Thế mà là sao? Hầu đồng nhiều khi là những cái vong linh rất linh tinh họ nhập vào. Họ bảo là thánh, là mẫu. Ở chùa mình đầy những hiện tượng như vậy đấy. Rất nhiều vong linh vất vưởng, chết đường, chết chợ, nó nhập vào, nó về, nó bảo nó là mẫu đây, nó là Quan Âm Bồ Tát đây. Thế rồi mình không biết, rồi cứ lễ bái nó xì xụp chết đó. Đó. Chúng ta phải rõ cái gì là những cái đúng, cái gì là chính pháp ta giữ gìn và ta tuyên dương, cái gì là tà pháp là ta phải bài trừ. Tăng sĩ, đệ tử Phật phải rất rõ ràng chuyện này, không được lẫn lộn. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là sư thầy ở quê con tổ chức cho chúng con hầu đồng và bản thân thầy cũng hầu đồng, đúng hay sai? Thì thầy nói thầy ấy làm như thế là sai rồi, không đúng bổn phận của người xuất gia, không đúng giới luật của người xuất gia nữa, không đúng. Nghe không? Tu sĩ đệ tử Phật sao lại thế? Đấy, thầy xin được trả lời Phật tử này như vậy. Con bạch thầy, con có câu hỏi về Pháp Luân Công là con thấy hiện nay có nhiều người tập Pháp Luân Công, vậy Pháp Luân Công là như thế nào ạ? Và con có nên theo không ạ? Đây bây giờ cũng đang là một vấn nạn đối với chúng ta. Thì đại chúng cũng đã có nghe trong các đạo tràng Phật tử có trạch Pháp về Pháp Luân Công rồi. Thì thầy thứ nhất ý, dứt khoát tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, con em Phật tử chùa Ba Vàng, họ hàng Phật tử chùa Ba Vàng tuyệt đối tránh xa Pháp Luân Công cho thầy. Nhớ, hôm nay thầy khẳng định rất nguy hiểm. Pháp Luân Công mượn lấy cái sự mong mỏi cầu mong sức khỏe của mọi người, mượn cái danh là rèn luyện sức khỏe, sau đó truyền bá những cái đạo lý rất là nguy hiểm, mất đạo đức, phá vỡ tất cả truyền thống và ảnh hưởng đến cả xã hội. Rồi nhiều người đi tập Pháp Luân Công là không còn kính lễ ai, không thờ cúng ai, cha mẹ cũng xem thường, chồng con cũng xem thường. Họ cho rằng họ là hay nhất, họ là chư thần xuống đây. Pháp Luân Công nguy hiểm đến như vậy. Cho nên tại sao ở Trung Quốc ngày xưa là bị đàn áp là như vậy? Đến nỗi ông Lý Hồng Chí là bây giờ gọi là giáo chủ đấy, phải bỏ sang chạy sang Mỹ. Ông này ông nhiều cái tuyên truyền bậy bạ, ông mượn giáo lý đạo Phật một vài cái, rồi ông cóp nhặt vào, rồi ông biến hóa nó đi thành những cái điều sai trái. Ông bảo rằng pháp thân của ông là bảo vệ cho tất cả môn đồ của ông ấy. Thế thì bảo thế sao ông bảo vệ thế nào mà lại bị sát hại bao nhiêu người như thế? Lúc ấy pháp thân của ông chạy đi đâu? Thế mà ông bảo vệ được mọi người, đội môn đệ của ông, thì ông về Trung Quốc đi. Sao không dám về Trung Quốc? Thế rồi ông bảo là
ông ký ước với mọi người để cùng nhau hạ sinh xuống cái thế giới này. À, để bây giờ mình làm môn đệ cho ông ấy. Thế ông ký như thế nào? Bây giờ có người ta chửi ông, người giết hại ông cũng ký à? Thế hóa ra ông này là vô trí, không có trí tuệ. Thế rồi bây giờ là không phải thờ cha mẹ gì cả, bỏ hết ban thờ. À, đấy, bỏ hết. Bảo rằng cha mẹ hiện đời bây giờ cũng là gọi là những các cái chướng ngại thôi. Đấy, không cung kính cha mẹ nữa, mà cung kính cái ông Lý Hồng Chí đó. Cái đó là cái rất là tệ. Ông ấy phá bỏ rất nhiều cái. Và những học viên của Pháp Luân Công thế. Đấy, đại chúng thấy nhiều hình ảnh trên mạng đăng đấy. Ra công viên là ngồi lì đấy, ngồi giữa đường, cản trở giao thông, cản trở công việc của rất nhiều người. Thế mà khi mà ra nói họ thì họ cứ ngồi lì đấy. Họ bảo tôi, họ tu, họ muốn ngồi đâu họ ngồi. Cho nên ở đây Thầy nói, đây là Thầy là ra lệnh cấm luôn. Tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng, họ hàng con cháu cấm không được theo Pháp Luân Công. Cấm luôn. Rất nguy hiểm. Những cái người này này, những người này là khi đã theo Pháp Luân Công là không ai dạy được, không nói được họ. Này, họ có quan điểm như thế này, ai đến mắng họ, chửi họ thì đấy là họ được thêm công đức, họ nhẫn, họ chịu. Đó. Và mọi người càng làm gì họ thì họ lại càng được tăng cái bậc đây. À, gọi là ở cái tầng cao, được lên cao tầng hơn. Thế thì thôi rồi, mình đến mình dạy họ, bảo họ, khuyên nhủ họ, họ cứ lì ra. À, và họ không nghe mình, thế họ nghĩ là họ chiến thắng và như thế là họ được lên cao tầng. Và ông Lý Hồng Chí ông còn nói là ông tu là ở tầng ông còn cao hơn Phật Thích Ca. Ông nói ông phỉ báng Phật lắm. Ông mượn pháp của Phật xong đó ông lại phỉ báng Phật. Ông bảo ra ông là cao hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca vẫn là tầng thấp dưới. Đấy, đại chúng thế. Rồi ông nói là Phật Thích Ca cứ tu ngày hôm sau lại bảo ngày hôm trước mình tu sai rồi. Phật Thích Ca ngày hôm sau lại phủ nhận ngày hôm trước. Vì ngày hôm trước tu sai, ngày hôm sau lại thấy ngày hôm trước sai rồi. Đấy. Ông nói như vậy, huyên thuyên hết cả. Tức là ông này không có một chút đạo lý gì. Đấy. Thầy đã tìm hiểu xem một số các bài của ông nói, nó huyên thuyên lẫn lộn, không đạo lý, không có một cái logic gì cả. Đưa những cái rất tà kiến cho môn đệ. Đấy, đồng thời thì một ngày mấy thời là môn đệ của Pháp Luân Công là ngồi phát sóng ra để mà tiêu diệt tà linh cộng sản. 6 giờ sáng, 12 giờ trưa ngồi với nhau để phát tần, phát sóng ra, tiêu diệt tà linh cộng sản. Tại sao như thế? Nếu đạo đức không bao giờ có những cái chữ tiêu diệt như thế, cộng sản là ai? À, cũng là con người. Đạo Phật mình này dạy người ta phải yêu thương nhau, không chiến tranh. À, chiến tranh là đau khổ cho cả hai. Người với người mình phải sống trong hòa bình, thương yêu. Đây lại đi tiêu diệt, Thầy nói ngay cái chữ tiêu diệt nhau như thế. Cùng là nhân loại mà tiêu diệt nhau thế đã không xứng đáng, là đạo lý rồi, không xứng đáng một chút nào. Thế bây giờ mà Thầy nói cũng rất nguy hiểm nhé. Thầy mong tất cả nam nữ Phật tử chùa mình phải giúp các Thầy tuyên truyền và mãnh liệt cái chuyện này. Nghiêm cấm con cháu không lân la, không học tìm đến Pháp Luân Công. Tránh xa ngay, sợ nó còn hơn cả ma túy. Sợ nó ma túy. Bây giờ nhiều người lắm đi theo, đấy, nhất là lớp trẻ, đi vào học đường, đi vào trong học đường tuyên truyền Pháp Luân Công, vô cùng nguy hiểm, Thầy nói. Thực sự, Thầy nghĩ là nhà nước mình cũng rất lo. Nếu khi mà cái Pháp Luân Công nó mạnh lên, thì lúc ý mà Lý Hồng Chí ông bảo phải làm gì là có khi tất cả nhất loạt họ làm, lúc ý mình không thể nào xử lý được. Biểu tình có khi họ biểu tình, hay làm loạn là họ làm loạn. Vô cùng nguy hiểm, đại chúng. Tránh xa. Nếu mà nó chỉ đơn thuần là một cái pháp môn thể dục, rèn sức khỏe như yoga, hay là như thái cực quyền thì không có sao. Nhưng mà nó bên cạnh đấy nó tuyên truyền những cái tà đạo, tà kiến rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đại chúng thì hôm nay Thầy vạch như thế để đại chúng thấy những cái sai lầm của Pháp Luân Công, những cái nguy hiểm của Pháp Luân Công. Cho nên Pháp Luân Công vào tổ chức nào, vào cơ quan nào, vào công sở nào là ở đó sẽ nguy hiểm. Cho nên là lãnh đạo của các đơn vị, các công ty, các doanh nghiệp cũng không nên nhận những người Pháp Luân Công vào. Không có tốt gì cho mình cả. Vì họ sẽ không tôn trọng mình, không nghe theo mình. Đến trong nhà đấy, cha mẹ bảo cũng không nghe, chồng bảo cũng không nghe. Họ lì đến như vậy cơ mà. Lì đến như vậy, bỏ mặc. Con cái bỏ mặc, không chăm sóc. Chồng con bỏ mặc, không chăm sóc, kệ luôn. Pháp Luân Công đấy,
Thì họ nghĩ họ tu thế này họ mới lên cao tầng nhanh, vô cùng nguy hiểm. Cho nên qua cái câu hỏi của Phật tử trên Facebook Lan Bùi thì Thầy trả lời như thế nhé, các con tuyệt đối tránh xa Pháp Luân Công Thầy. Chùa Ba Vàng là một điểm tuyên truyền cho mọi người tránh xa Pháp Luân Công Thầy. Nghe đến chữ Pháp Luân Công là phải cấm ngay con cháu mình tuyệt đối, không được dính dáng. Bài này có tựa đề là lợi ích của tu tập tâm từ. Bữa trước thì chúng ta đã nghe Phật dạy chúng ta giải tâm từ đến cho tất cả các chúng sinh gần mình, xa mình, hữu hình, vô hình, đến tất cả muôn loài, biến khắp như thế. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe Phật dạy nếu tu tập cái tâm từ mà đầy đủ thì nó được những cái lợi ích như thế nào. Cái thế giới mình ở đây thiếu từ bi cho nên bao nhiêu tai ương, bao nhiêu cái thảm họa, khổ sầu nó xảy ra. Nếu ai ai cũng tu tập được bốn cái tâm vô lượng của Phật Pháp này thì thế giới mình nó rất an lành. Hôm nay chúng ta nghe Phật dạy về lợi ích của việc tu tập cái tâm từ. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Ca Tỳ La Vệ, Ngài dạy các tỷ kheo: Này các thầy tỷ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi là 11 lợi ích. Thế nào là 11 lợi ích? Ở đây Đức Phật dạy, nếu các thầy tỳ kheo, không những các thầy tỳ kheo mà tất cả chúng ta, ai thực hành tu tập được cái tâm từ bi này đầy đủ thì có 11 cái điều lợi ích. Nghe không? 11 điều lợi ích. Ở đây Phật dạy là cái từ tâm giải thoát mà được thực hành ấy, tu tập tâm từ sung mãn, viên mãn cũng dẫn chúng ta đến được giải thoát. Trong Kinh Niết Bàn thì Phật dạy tâm từ là Phật tính. Đấy, tu thiền thì phải cái minh tâm kiến tính. Kiến tính là thấy được cái Phật tính của mình. Mà tu tập một cái tâm từ cho sung mãn, viên mãn thì cũng thấy được cái Phật tính của mình. Tâm từ tức là Phật tính. Thì ở đây Phật dạy, nếu một vị tỳ kheo mà tu tập cái từ tâm á, thực hành làm cho sung mãn. Thế nào là làm cho cái tâm từ mình sung mãn? Mình có thể hiền từ một chút, nghe không? Thấy ai người ta khả ý, khả ái mình thì mình hoan hỷ, vui vẻ với họ, rất là từ bi. Nhưng mà ai người ta cứ cau có với mình thì mình hết từ bi. Đấy, cho nên làm cho sung mãn tức là tâm mình lúc nào nó cũng đầy đủ cái tâm từ bi, đầy đủ cái tâm niệm này, chỉ muốn đem an lạc cho mọi người, đem an vui cho mọi người thôi. Một lòng, không có cái gì khác. Đi đến đâu là mình muốn đem an lạc, đem hạnh phúc đến cho mọi người. Viên mãn cái tâm như vậy, không có một ác ý gì khác. Không phải vì người ấy có lợi cho tôi thì tôi mới từ bi với người ta. Không phải thế, kể cả người ác với mình cũng khởi được cái tâm thương xót, tâm từ bi với người ta. Đấy, phải làm cho sung mãn, nghĩa là nó đầy ở trong lòng mình. Cái chất liệu từ bi nó phải đầy ở trong lòng mình. Đấy, thì đấy gọi là sung mãn. Được tác thành cỗ xe. Cỗ xe để nó chuyên chở chúng ta đi khắp đó đây. Thì cái tâm từ này nó giống như cỗ xe ở trong tâm mình ấy, lúc nào cũng sẵn sàng. Tất cả các hành vi, việc làm của mình nó đều toát lên cái tâm từ. Nghe không? Giống như cái ánh điện này này. Trong cái bóng đèn này nó có cái dây tóc bóng đèn nó tỏa ra ánh sáng. Thì khắp tất cả nó đều nhuốm cái màu ánh sáng của cái bóng đèn này. Đây, nếu bật cái bóng đèn màu đỏ là tất cả cái chánh điện này nhuốm cái ánh sáng màu đỏ. Vâng, cái tâm từ chúng ta tu tập làm sao giống như cỗ xe vậy. Được tác thành căn cứ địa. Đấy, trong tâm mình phải có một cái căn cứ địa. Tức là cái tâm từ nó nằm chắc trong này rồi, không thể mất đi đâu được nữa. Đấy, thưa đại chúng, cái này phải tu tập mới có. Nghe không?
phải trồng sâu cái căn lành này mình mới có được, chứ không phải hôm nay tôi ngồi tu tâm từ một tí là ngày mai tôi có căn cứ địa ở trong tâm mình đâu, không có. Giống như chùa Ba Vàng mình xây kiên cố như này bây giờ cũng là một căn cứ địa của chính pháp rồi chẳng hạn. Chư tăng tu tập ở đây tốt là chỗ Hoàng Dương chính pháp, đây là một căn cứ địa. Đấy. Thế thì trong tâm mình cũng thế, làm sao mình phải tu tập một cái tâm từ nó bám chắc, bám dễ chắc trong lòng mình, không thể mất được. Dù cuộc đời này có nghịch cảnh bao nhiêu, đem đến cho mình bao nhiêu cái tai ương, những cái chướng ngại, những cái khó chịu đi chăng nữa, mà lòng mình vẫn không mất cái tâm từ bi. Đấy, thưa đại chúng, đấy mới gọi là biến tâm từ thành căn cứ địa, thành cỗ xe sung mãn ở trong lòng mình. Được tiếp tục an trú, được tích tập, luôn luôn chúng ta an trú trong cái tâm từ bi ấy, và được tích tập, được khéo khởi sự. Đấy, Đức Phật nói từng câu là để chúng ta thực hành. Tích tụ đầy đủ và khéo khởi sự. Từ cái tâm từ ấy mà chúng ta khởi sự mọi việc ở trong đời. Đấy. Như Đức Phật đầy đủ viên mãn tâm từ, thì Đức Phật mắng mình cũng là tâm từ. Nghe không? Trong kinh ấy, trong lịch sử nói Đức Phật quả trách tỳ kheo rất nhiều, la dày quả trách, chứ không phải lúc nào Đức Phật cũng mỉm cười như trên tòa như này đâu. Ngài cũng la cũng dạy quả. Nghe không? Nhưng mà tất cả là cái tâm từ ái của Phật, trong tâm từ ái hết. Mình không hề nhận thấy trong cái sự quả trách của Phật có cái sự giận dữ hằn thù, không có. Cho nên nếu mà mình được Phật quả thì quả cả ngày mình cũng vẫn thích. Nghe không? Vì quả là trong cái tâm từ. Đấy, cho nên Thầy nói các quý Phật tử thế, mắng nói nhau làm gì chăng nữa, đánh nhau nhưng mà trong tâm từ bi thì cũng có thể còn được. Đấy, cho nên có cái câu chuyện đấy. Có một Phật tử đấy nói với cái cô giáo mà, con tôi ấy, cô đánh cháu cũng được, nhưng mà cô đừng đánh cháu với cái tâm giận dữ. Cô đánh mà cô có lòng thương cháu thật sự, cô đánh. Đấy, cái đó là cái rất hay. Chứ chúng ta làm cha mẹ cũng có phải là chúng ta cứ bảo bây giờ đi học Phật là cứ từ bi là thôi, nó làm ngược làm xuôi gì cũng mà kệ, mình phải từ bi. Không phải thế. Chính mình từ bi, mình thương con mình thật, đánh nhưng với tất cả cái tâm từ bi, cái tâm từ của mình. Đó. Thế thì ở đây, với tâm từ đầy đủ như vậy, mình khéo khởi sự, thì người này sẽ được 11 cái điều lợi ích. 11 điều lợi ích như thế này, Phật nói. Thứ nhất ý, là ngủ được an lạc. Người mà tu tập tâm từ bi được sung mãn là ngủ an lạc. Đấy, nó đem cho mình cái giấc ngủ rất là an lành, ít mộng mị, ít có ác mộng, không có sợ hãi, không hoảng loạn. Có nhiều người ngủ xong giấc ngủ là dậy là mệt nhoài, mồ hôi vã ra, hoặc là la hét trong giấc ngủ, gặp ác mộng. Ai cũng mong mình được ngủ ngon lành, mà ngủ ngon lành là khỏe, tâm hồn nó thư thái, sáng suốt, có phải không? Nếu mà tu tập được cái tâm từ bi sung mãn như thế này thì ngủ là ngon lành. Có thể ngủ ít thôi nhưng mà ngon lành, gọi là ngủ an lạc. Thứ hai là Phật dạy thức cũng an lạc. Ngủ rồi mở mắt thức dậy cũng thấy an lạc. Vì trong tâm mình nó sẵn tất cả cái an vui như thế. Cho nên mở mắt ra là mình thấy an vui. Có người mở mắt ra là thấy khó chịu. Nhìn thấy cha, thấy mẹ, thấy chồng, thấy vợ có khi là khó chịu rồi. Đấy. Nhưng còn cái người mà tu tập tâm này sung mãn rồi thì mở mắt ra là thấy an vui. Nghe không? Ai chúng ta cũng mong được như thế. Mở mắt ra đầu ngày là an vui. Đấy. Trên Hòa Thượng Nhất Hạnh có cái bài thơ rất hay đấy. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, dâng tình thương cho đời. Thức dậy mở mắt ra nhìn bầu trời tinh khôi buổi sáng, tâm hồn mình nó mát mẻ an lành, đem một ngày vui đến cho mọi người, dâng lên cho mọi người. Đấy. Làm sao mà mình thức mình được an vui. Rồi cái lợi ích thứ ba là không có ác mộng. Đấy, nằm ngủ là không có ác mộng, không bao giờ gặp ác mộng. Thứ tư là được loài người ái mộ. Ở đây Phật dạy cái người mà đầy đủ tâm từ như vậy thì sẽ được mọi người ái mộ. Ái mộ tức là kính mộ rồi yêu mến. Nghe không? Chúng ta chỉ yêu mến cái người nào mà mình thấy an lạc, ở gần người ta mình an lạc. Chứ còn ở gần người ta mình cứ thấy khó chịu thì làm sao mà mình yêu mến được.
có phải không? Kể cả thầy nói dù là chồng, là cha, là vợ đi chăng nữa mà ở mà cứ thấy khó chịu thì cũng muốn phải chia tay, đúng không? Nhưng ở gần người ta mình thấy nó an lạc, an lành là mình sinh cái tâm kính mộ, ái mến. Được phi nhân ái mộ, cái người này sẽ được phi nhân ái mộ. Phi nhân tức là không phải loài người, cái loài này không phải là người, nghe không? Các cái loại có thể là gì? Quỷ thần. Đấy, họ không phải loài người. Họ kính mến, họ yêu mến mình, họ sẽ bảo vệ mình. Cái thứ năm là người này được chư thiên bảo hộ. Nghe, chúng ta muốn được chư thiên bảo hộ không? Chắc chắn là ai cũng mong. Ở đây các quý Phật tử thì biết rằng khi mình quy y Tam Bảo và thụ trì năm giới, thực hành giữ gìn cấm giới của Phật thì sẽ được các vị thần hộ giới, họ bảo hộ mình. Năm giới là được 25 vị thần họ bảo hộ mình. Nghe không? Mà thần này là thần hộ giới, là họ bảo hộ cho mình. Nhưng mà chưa phải là chư thiên, đấy mới là chư thần thôi. Thế còn cái vị mà tu tập tâm từ bi mà sung mãn như thế này thì được chư thiên họ bảo hộ. Chư thiên năng lực họ lớn hơn chư thần nhiều. Đây là cái thứ năm. Thứ sáu là người này không bị lửa, thuốc độc và kiếm xúc chạm thân thể. Người này không bị lửa đốt cháy, không bị thuốc độc đánh thuốc độc chết, không bị kiếm, đao kiếm xúc chạm vào thân thể. Cái này là Phật khẳng định đấy. Người mà tu tập được cái tâm từ bi này thì không có bị bao giờ bị lửa thiêu cháy. Nha. Đó, mà nếu nó còn hay thế này, người này mà đi đến cái chỗ nào có lửa cháy, nhiều khi lửa cháy đấy lại bị tắt đấy đó. Trong kinh Niết Bàn Phật cũng dạy đấy. Cái người mà phát tâm Bồ Đề mà chân thật, dũng mãnh thì nhiều khi người ta nguyện đó, là có thể là tắt được cả ngọn lửa cháy, có thể nguyện xin tắt là nó tắt. Như vậy đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Thế cho nên cái người mà có tâm từ bi viên mãn thế này thì ở đây Phật dạy là không bao giờ bị lửa thiêu cháy, không bị chết cháy, không bị đánh thuốc độc chết. Ở ngoài đời có thể người ta hại nhau, người ta đánh thuốc độc, nghe không? Cho nhau ăn phải, uống phải, chết, hại nhau. Nhưng cái người này có tâm từ như thế là không bị. Người này không bị đao kiếm xúc chạm thân thể. Đao kiếm kể cả bây giờ là dao, nghe không? Ai ta muốn sát hại mình, dao bằng kiếm, bằng đao, bằng cung tên, bằng súng cũng không bị. Chứ còn bây giờ Thầy nói thực ra thì cái người gọi là vệ sĩ bảo vệ mình thì tốt rồi đấy. Các vị lãnh đạo, các vị nguyên thủ thì đi đâu cũng có bảo vệ. Nhưng mà cũng vẫn có lúc sơ hở. Chúng ta thấy đầy dẫy những ông tổng thống, thủ tướng bị ám sát đấy. Vẫn bị ám sát đấy. Đó. Thế nhưng Phật dạy nếu mà người này tu tập được tâm từ này thì không thể bị, không bị những cái đó. Cái này nó mới lạ, cái này mới là cái đặc biệt của Phật Pháp chúng ta. Nghe không? Cái này là chư thiên, chư thần người ta bảo hộ mình. Anh bắn súng thì súng, đạn nó bị hỏng, gọi là gì? Đạn thối đạn, không nổ. À, bắn tên đi người ta thì tên này không rơi vào người ta, khi là nó lại rơi vào mình. Đấy là những cái mà, cái này là cái đặc biệt. Cho nên chúng ta tin sâu Tam Bảo Phật Pháp, mình thực hành đúng Phật Pháp. Nghe không? Chỉ trừ khi là định nghiệp của mình thôi. Chứ còn nếu tu tập đúng như này, nó sẽ như vậy đó. Ở đây chỉ trừ định nghiệp thì nó trừ định nghiệp. Nghe không? Thứ bảy là tâm được định mau chóng. Người này tu thiền định thì tâm sẽ được vào định mau chóng. Vì cái người có tâm từ bi á, thì tâm họ rất mát lành. Cho nên tâm nó mát lành như vậy, họ vào thiền định rất nhanh. Chúng ta sở dĩ tu tập thiền định khó, nhiếp tâm khó là vì tâm mình nó sôi sùng sục lên. Cái nồi nước sôi chúng ta thấy nó khó dừng không? Bảo nồi nước sôi nó phẳng lặng, cái mặt nó không dễ, nó cứ sôi lên thì làm sao mà nó không nổi sóng được. Thế còn bây giờ rút hết lửa đi rồi, nó nguội đi rồi thì tự nhiên mặt nước ở trong nồi nước nó phải phẳng thôi, nó phải lặng. Còn mình cứ cho lửa vào đun lên, nó sôi sùng sục lên thì nó phải cuộn sóng đến. Tâm mình ấy, nó sôi sùng sục lên, sôi bởi tham dục, sôi bởi sân hận, bởi đố kỵ, canh két, bởi bao nhiêu thứ. Tâm mình nó sôi bởi nhiều thứ lắm. Cho nên là tại sao mình bảo mình vào thiền định nó khó, niệm Phật nhất tâm khó,
là vì tâm mình nó cứ sôi lên bởi những cái củi lửa của tham sân si đó, nó cứ sôi dùng dục lên. Đó. Thế cái người này người ta đã có từ tâm viên mãn, người ta vào thiền định rất dễ vì tâm người ta nó mát mẻ. Nghe không? Cái người mà có từ tâm như thế thì người ta cũng sẽ diệt được cái tham. Họ không có tham. Cái tham là cái ích kỷ chỉ cho riêng mình thôi. Nhưng họ đã từ tâm như vậy thì họ không có nghĩ cái cho mình nữa, riêng mình nữa. Đấy. Rồi họ không sân. Họ từ tâm, họ không sân. Đã có từ là diệt sân hạn. Cho nên họ không sân. Cho nên những cái lửa ấy ở trong tâm họ không có. Cho nên họ mát mẻ. Mát mẻ họ vào thiền định rất là nhanh. Chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta ngồi thiền này mà tâm mình cứ nhớ tức người này, thụ người kia, mình có thiền được không? Không thể nào thiền được. Các thầy vào ngồi thiền chả giận ai, chả thù ai, ở đây chả giận thù cô nào mà ai mình cũng yêu thương. Thế mình vào ngồi thiền rất dễ. Ở đây thầy đấy ngàn Phật tử thầy đều thấy rất là yêu quý, chả giận thù ai. Bây giờ hỏi thầy ghét thù giận Phật tử nào, có những Phật tử trước đây thầy nói cũng nói xấu, cũng bôi bác đủ thứ. Nhưng hỏi thầy giận, thầy cũng không giận. Thế thì thầy ngồi thiền thầy chả bực bội với ai thì nó dễ vào thiền định. Câu hỏi, đây là cái rất thật. Còn mình ngồi mà mình cứ lúc hậm hực bực người này, nhớ tới người ta là bực rồi, nhớ người ta là ghét rồi thì làm sao mà mình định được. Đấy, chúng ta thấy cái tâm nó rất rõ ràng. Cho nên người mà cái tâm từ bi có rồi thì vào thiền định rất dễ, niệm Phật cũng dễ nhất tâm. Rồi, người này sắc mặt thường trong sáng. Đấy. Tâm người ta từ bi an vui thì nét mặt người ta thường trong sáng. Nghe không? Người ta không hận, không thù, không bực bội thì người ta nét mặt nó trong sáng. Cái khí của người ta nó thuần hòa, nó trong sáng. Đây là cái thứ 8 rồi. Thứ 9 là mệnh chung không hôn ám. Mệnh chung không hôn ám tức là đến khi chết thần trí mình nó không hôn ám. Hôn ám là tối tăm, mê mờ. Đấy, khi chết tâm trí mình nó vẫn tỉnh táo sáng suốt, không bị mê mờ. Cái tỉnh táo sáng suốt của cái người này á, nó khác với cái người mà mình bây giờ bảo mấy cái bệnh như ung thư chết là tỉnh táo lắm. Tỉnh táo của người ung thư là chết mà rất đau đớn, nghe không? Đau, chứ nó không phải do đau mà tỉnh như thế, mà trong tâm ý là phiền não tâm, chứ không phải là tâm thanh thoát. Nhưng cái người mà có tâm từ đầy đủ thì họ chết, họ tỉnh táo mà an lạc. Đấy, cái nó khác nhau. Để chúng rõ không nào? Chứ nhiều người chết họ cũng tỉnh lắm, nhưng mà tâm họ phiền não. Chết mà tỉnh thì tỉnh, nhưng mà rất phiền não. Đấy, nó khác nhau. Chứ không phải ai tỉnh là cũng an lạc đâu. Còn cái người có tâm từ bi này á, họ chết tâm họ an lạc, tỉnh mà an lạc. Đấy, là nếu chưa thể nhập thượng pháp, tức là chưa chứng được quả A La Hán thì được sinh lên phạm thiên. Nếu mà cái người này khi lâm chung chưa chứng được A La Hán quả thì sẽ được sinh lên thiên giới, được sinh lên phạm thiên, tức là sinh lên trời. Để chúng ta thấy tu tập cái tâm từ bi thôi mà được những cái lợi ích như vậy. Thế mà cái đấy thì chúng ta có thể thực tập được. Bài trước Phật dạy đấy, chúng ta tập giải cái tâm thương yêu, tâm từ bi đến người thân của mình, mở rộng ra, biến rộng ra dần. Và chúng ta nghĩ đi, cứ nghĩ mọi người đều là rất thân thuộc với mình. À, ngày xưa thầy cứ nhớ lúc mà nghĩ đến mẹ mình chết, cha mình chết, tự nhiên mình thương những người khác, mở rộng ra mình thấy ai cũng chết. Thì thấy thương tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều bị cái chết này nó đến nó bắt hết. Thế thì ai cũng chịu như vậy, vua quan chúa gì cũng thế. Tự nhiên mình khởi tâm đều khổ cả. Thế chúng sinh là khổ cả. Làm vua, làm chúa, gì chăng nữa cũng khổ. Tự nhiên mình sinh cái tâm thương. Đấy, muốn làm sao cho mọi người dứt được những cái khổ sinh tử này. Đó, nghĩ như vậy thôi. Chúng ta ngẫm thế tự nhiên cái lòng mình nó mở ra. Mình có cái tình thương nó rộng rãi. Đấy, thì thưa đại chúng, cái tu tập tâm từ cũng thế. Vào, mình quán chiếu, mình suy niệm, đó, rồi mình gieo cái hạt giống từ bi, nó sẽ nảy nở, nó sẽ mở rộng cái tâm mình ra. Đấy, thì Phật dạy, này các tỳ kheo, cái từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập
được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời sẽ chờ đợi làm 11 điều lợi ích như vậy. Đấy, thưa đại chúng, chẳng biết đâu trong nhà mình mà có người tu tập được cái tâm từ bi chút chút thôi, nhà mình nó đã yên rồi. Nghe không? Chứ trong nhà mình mà có một bà chằng là mệt lắm, mà đúng cái là bà câu, đúng cái bà có là thôi rồi, mệt lắm. Tức là trong nhà thế nó không yên. Nhưng mà có một người có cái tâm từ bi là nó yên, nó bắt đầu nó dịu, mọi cái nó dịu đi. Hay ghê lắm, cái tâm từ bi nó mát mẻ, nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói bên ni chúng, đặc biệt Thầy nói là ngày xưa có cụ sư bà Hải Triều Âm, cụ mới mất ấy, mới mất năm ngoái à. Nhìn thấy cụ là thấy an lạc, an vui. Cái tâm từ bi của cụ cũng rất là lớn. Nghe không? Nhìn thấy cụ là thấy tươi vui, hoan hỉ. Đấy, rất là kỳ lạ. Cho nên Phật tử ở xa, ở gần đến với cụ đều hoan hỉ lắm. Đấy, cụ rất là từ bi. Người ta bảo trông cụ giống như Bồ Tát thế đó. Đấy. Ai đã biết, có một số Phật tử Thầy cho vào gặp sư bà Hải Triều Âm rồi đấy. Rất là hoan hỉ. Thế chúng ta nhìn những tấm gương, chúng ta phải học, phải thực tập. Các bậc cao tăng, các hòa thượng lớn thế, như hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thích Thanh Tử thế, rất từ bi. Đó. Mình nhìn là mình thấy cái từ bi của cụ rất là thương. Đó. Có thể nhớ có một lần mà Thầy bị cái nốt gọi là nốt hắc lào ở tay này, mà bôi các thứ thuốc không khỏi. Thế đến lúc lên, cụ cầm tay của đâu đưa đây Thầy xem nào. Thầy bảo, con đi mua thuốc đi. Thế mà Thầy đi mua thuốc phải bôi lần khỏi ngay. Thế mới lạ. Thầy nghĩ cũng là ảnh hưởng cái tâm từ của cụ. Cụ nói là cái nguyện của cụ, cụ không làm được cái gì lớn, nhưng cụ cứ nguyện làm một viên thuốc bổ để cho mọi người bớt đau khổ. Cụ nguyện để làm viên thuốc bổ để cho mọi người bớt đau khổ. Thế thôi. Tức là đấy là tâm từ đấy. Cho nên chúng ta thấy cái sức giáo hóa của cụ rất là lớn. Đấy, bây giờ trong nước, ngoài nước đều có các thiền viện, đều có các chùa. Mà Thầy nói là khi Thầy đi tu mà không gặp được Hòa Thượng, Thầy cũng không xuất gia. Cái duyên như vậy đấy. Để khi gặp được Hòa Thượng, Thầy mới phát được cái tâm đi xuất gia. Đó. Cái sức của cụ cảm hóa rất lớn. Đều là từ cái tâm từ hết đấy. Cái người có tâm từ là người lành, người tốt, người không ác hại ai. Ở đâu cũng chỉ muốn đem an lạc cho mọi người thôi. Vì xét cho cùng người nào cũng giống như người nào, đều mong cầu hạnh phúc, an lạc cả. Dù là kẻ giặc, kẻ thù đi chăng nữa, họ cũng muốn an lạc, hạnh phúc. Con rắn nó độc như thế nhưng nó cũng muốn an lạc. Có phải con rắn là nó chỉ suốt ngày nó đi tìm mộ người nó cắn đâu, không phải. Thế mình làm nó phải bảo vệ nó cắn mình chứ. Con hổ, con sư tử cũng thế, nó cũng muốn an lạc. Bản chất của tất cả chúng sinh đều là muốn hạnh phúc, muốn an lạc hết. Đấy là lẽ thật. Cho nên các Phật tử tu tập mình quay trở về được cái tâm này, lấy cái tâm từ này làm căn cứ địa. Ai cũng thế đấy. Nghe không? Từ mình suy ra, mình muốn an lạc, muốn hạnh phúc, người cũng thế. Thì đi đâu mình cũng cứ căn cứ cái gốc này nè, làm cho người ta an lạc, hạnh phúc. Đấy, tu tập như vậy mình sẽ có được cái tâm từ. Và tu tập thuần thục thì sẽ được đầy đủ cái tâm từ này. Thưa đại chúng, ở đâu cũng thế, chúng sinh nào cũng như thế. Từ mình suy ra được hết đấy, không có gì. Mình chẳng bao giờ mình muốn đau khổ, mình cũng muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc, người cũng thế. Đó, thế thì mình từ đó mình suy ra. Cho nên ở trong Nho giáo câu rất hay đấy. Tức là nếu mà mình không muốn điều gì thì mình cũng đừng đem cái điều ấy cho người. Nghe không? Mình không thích cái điều gì thì mình cũng đừng đem cái điều ấy cho người. Đấy, đấy. Rất là hay. Thì chúng ta cũng ứng dụng cái này. Tất cả mọi người đều muốn hạnh phúc, muốn an lạc, thì chúng ta hãy đem hạnh phúc, đem an lạc đến cho mọi người. Khi Đức Thế Tôn giác ngộ chân lý, Ngài đi truyền pháp, Ngài cũng dạy năm vị tỳ kheo đầu tiên đấy. Các ông hãy đi, đi vì lợi ích cho số đông, đi vì lợi ích cho chư thiên loài người, đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người, cho số đông. Cái tăng đoàn từ lúc đó thành lập là như thế đấy. Cho nên tất cả các vị thánh đệ tử Phật đi đâu đấy, các ngài đi đâu là đem an lạc, đem giải thoát đến đấy. Nghe không? Đem an lạc giải thoát đấy. Hình bóng các ngài đi đến đâu là đem an lạc giải thoát đến đấy.
Thưa đại chúng, hôm rồi thì chùa mình Thầy có cho chư Tăng đi ra nước ngoài, ra Miến Điện với Thái Lan. Thì Thầy cũng tổ chức cho Tăng chúng đi vác bát đi khất thực trên đường phố của nước bạn. Chính ngày xưa Thầy cũng bị mê khi nhìn thấy chư Tăng vác bát đi khất thực. Lúc Thầy chưa đi tu mà nhìn thấy mấy sư Thầy vác bát đi khất thực mà mình đã thích rồi. Cứ thế mà phóng xe đuổi theo để nhìn các Thầy đi. Thấy nó cái hình ảnh nó đẹp vô cùng luôn đấy. Giữa một cái cuộc sống bộn bề, xô bồ bận rộn này mà lại có bóng mấy Thầy Tăng áo vàng vác bình bát đi khất thực, nó an lạc vô cùng. Đấy, cứ ngắm thế mà Thầy cứ đi theo mãi, phải đến hàng tiếng đồng hồ theo sau. Thế hôm rồi thì Thầy quyết định cho Tăng chúng cho mình cũng ôm bình bát đi khất thực. Thầy đặt mua mấy chục cái bình bát, chư Tăng đi khất thực. Có thể tới đây nếu mùng 8 khóa tu này, Thầy sẽ cho chư Tăng đi khất thực ở tại chùa mình thôi, cho các Phật tử thực tập xuất bát cúng dường. Rất đẹp, hay lắm. Thầy đi phải hơn tiếng đồng hồ ở bên Miến Điện với Thái Lan, rất là an lạc, mà Phật tử họ cung kính lắm, họ ra họ cúng dường hết sức cung kính. Đấy, khi đến họ cúng dường là họ bỏ dép ra, họ bỏ vào bình bát mình họ cúng, có người họ còn quỳ xuống họ lễ chân mình, cảm động vô cùng. Đấy, cho nên khi mà đi khất thực như thế thì chư Tăng tự nhiên thấy cái trọng trách của mình rất lớn. Mình phải sống làm sao, mình phải tu thế nào xứng đáng với cái sự kính trọng ấy chứ. Đấy, cho nên Đức Phật chế ra cái phép đấy rất là hay. Thầy cũng ước mong sao mà sau đủ nhân duyên Tam Bảo gia hộ để chư Tăng chùa mình được ôm bát xuống Uông Bí hay đi Hạ Long khất thực chẳng hạn. Mong lắm, không biết rồi có đủ duyên không. Thầy nghĩ thế. Cái hình bóng chư Tăng đi khất thực rất là đẹp. Lúc Thầy chưa đi tu, Thầy đã có mấy giấc mộng là trong tiền kiếp mình vác bát đi khất thực rồi. Cho nên Thầy rất là thích cái hình ảnh ấy. Đi giữa cuộc đời ấy, nó rất là đẹp. Bóng giải thoát của vị sư, đầu trần chân đất đi khất thực rất là đẹp, rất quý. Thưa đại chúng. Đấy. Thế thì thưa đại chúng là chúng ta tu tập cái tâm từ viên mãn được rất nhiều lợi ích, đem an lạc cho tự tâm mình, cho cái sự thành tựu giải thoát của mình, đem an lạc cho mọi người, cho chúng sinh, cho cả cái chú xứ của mình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu một đạo tràng chúng ta tần này con người cùng tu tập tâm từ thì có một cái sức mạnh rất là lớn, không phải chuyện nhỏ. Nghe không? Đấy. Đấy mà muốn để tu tập tâm từ thì quay lại mình. Mình muốn cái gì, mọi người cũng như thế đấy. Mọi người muốn hạnh phúc an lạc, mình muốn hạnh phúc an lạc, mọi người cũng thế, mình phải đem cái đấy đến cho mọi người. Đừng gây khổ cho nhau. Nghe không? Đừng gây khổ cho nhau. Nếu trong tâm chúng ta bây giờ còn ai nghĩ phải gây khổ cho người kia thì người đấy là kém cỏi đấy, người đấy là rất dại dột đấy. Tu học 5-7 năm rồi mà vẫn nghĩ phải hành khổ người này tôi mới thỏa mãn thì mình dại quá. Nghe không? Đừng nghĩ thế nhé. Nghĩ mình hành khổ người khác là mình sẽ khổ đấy. Đấy. Bây giờ phải nghĩ làm sao cho người khác an lạc, an vui. Đấy. Cho nên Thầy nói là phải làm sao bây giờ mình cầu khấn Phật một cách rất chân thành là xin Phật gia hộ cho cái người họ ghét con đấy nhé. Họ được an lạc. Nghe không? Đấy. Đương nhiên khi họ được an lạc rồi thì họ chả ghét mình nữa. Vì họ cũng không an lạc, họ cũng ghét mình đấy. Cho mình phải cầu cho họ được an vui, cho họ được an lạc. Chúng ta thấy khi tâm người ta hoan hỷ an lạc, người ta chả thù, chả giận gì nữa. Nghe không? Nó cởi mở. Đấy. Còn khi mà tâm người ta thù giận là nó bó lại. Cho nên tất cả chúng ta phải tu tập cái tâm từ này. Tất cả các đạo tràng phải tu tập tâm từ này. Nên thường trước các cái đại lễ thì các Thầy cũng thường hay có cái một phút để cho mọi người nhập từ bi quán đấy. Là như thế, là muốn giải tâm từ hết để cho nó an lành. Cái này là nghi lễ từ thời Đức Phật đấy. Đức Phật thường cho chúng Tăng là thường làm cái pháp sự gì là cho nhập từ bi quán trước. Khởi cái tâm từ yêu thương đến mọi người, đem an lạc đến mọi người thì cái pháp sự ấy nó an lành. Cái Phật sự ấy nó an lành. Nó dễ thành tựu. Đấy. Nên chúng ta cũng phải thế nhé. Cho nên tại sao Phật tử mình cứ hay cãi nhau, hay đấu tranh với nhau là vì mình chưa biết tu tập cái tâm từ bi này.
Tới đây phải tu tập cái tâm này cho tốt lên, nghe không? Tu tập này tốt lên, nó được rất nhiều lợi ích. Trước hết là cho chính mình, sau rồi cho mọi người. Đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sang bài kinh tiếp theo. Đức Phật dạy về được sinh thân người là khó, để chúng ta kết thúc quyển kinh này. Một hôm, Đức Thế Tôn trú ở Vesali tại Trùng Các giảng đường. Vào buổi sáng, Tôn giả A Nan đắp y cầm bát vào thành khất thực. Sau bữa ăn, Tôn giả đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Ngài mới bạch Phật thế này: Bạch Thế Tôn, vào buổi sáng trên đường đi khất thực, con thấy rất nhiều thiếu niên Ly Cha Vi tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, đuôi mũi tên này tiếp mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, con liền nghĩ các thiếu niên Ly Cha Vi này thật là giỏi, khéo luyện tập. Đó. Ngài A Nan hôm ấy mới bạch Phật rằng là con đi khất thực vào trong thành ấy, thì con nhìn thấy các cái cháu thiếu niên ở cái bộ tộc Ly Cha Vi, họ tập bắn cung mà bắn rất giỏi. Từ xa họ bắn mà xuyên qua cái lỗ khóa rất nhỏ, cái mũi tên nó xuyên qua lỗ khóa. Cái mũi tên xuyên vào đấy rồi, cái mũi tên tiếp sau lại bắn vào đuôi cái mũi tên trước, cứ thế lối nhau. Thì chúng ta thấy họ bắn tên có giỏi không? Cái trình độ là bắn rất là siêu việt đấy. Thì Ngài khen là các thiếu niên Ly Cha Vi này thật là giỏi, khéo luyện tập. Thế thì Phật mới nói với Ngài A Nan thế này: Này A Nan, ông nghĩ thế nào? Cái gì khó làm hơn từ xa bắn mũi tên xuyên qua đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần? Bây giờ hỏi ông, bây giờ nếu từ xa mà bắn mũi tên nó đúng vào một đầu cái sợi lông mà chia ra là 100 lần thì chúng thấy nó nhỏ không? Sợi lông nó đã bé rồi, chia ra 100 lần. Chia nhỏ như thế mà lại từ xa bắn sao trúng được? Ai nhìn thấy thế mà bắn? Thế thì Ngài A Nan bạch Thế Tôn ấy, bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần là khó làm hơn nhiều. Khó hơn là bắn vào cái lỗ khóa. Thì Phật mới dạy: Cũng vậy này A Nan, ví như có người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn, tại đấy có con rùa mù sau 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Ông nghĩ thế nào? Con rùa mù sau 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần có thể chui cổ vào cái lỗ hổng của khúc gỗ ấy hay không? Tức là ở đây Phật lấy ví dụ, có một người ta quăng một cái khúc gỗ cây có một cái lỗ hổng xuống mặt biển, biển lớn. Thế và ở trong cái biển ấy có một con rùa nó bị mù hai mắt, 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt nước một lần. Thế thì bây giờ làm sao để con rùa nó ngóc đầu, nó chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây khúc gỗ đấy? Khó không? Rất khó. Thì Ngài A Nan mới bạch nè: Bạch Thế Tôn, thật khó vô cùng là việc này. Con rùa mà lại có phải rùa thường, rùa mù hai mắt, nhận chúng rất khó. Nó biết được làm một lần mà cái khúc gỗ nó trôi lênh đênh trên mặt biển bốn phương theo gió thổi thế này, biết rằng làm một lần mà chui được vào đấy. Cho chúng ta là người đi chăng nữa, và mắt tinh đi chăng nữa, cũng khó mà tìm được khúc cây mà để chui đầu vào. Thế thì Phật mới dạy: Này A Nan, ta tuyên bố rằng con rùa mù ấy sau 100 năm mới nổi lên một lần, có thể chui cổ vào lỗ hổng của khúc cây còn nhanh hơn là kẻ ngu khi đã rơi vào đọa xứ để được tái sinh trở lại làm người. Chúng ta thấy sợ không? Đấy. Cái con rùa mù Phật nói là chui được vào cái lỗ cây đấy vẫn còn nhanh hơn là cái người ngu không có trí tuệ khi chết đọa xuống ác đạo được tái sinh trở lại làm người còn lâu, còn khó hơn cả cái con rùa mù đấy. Chúng ta thấy sợ không? Thế chúng ta thấy thế nào? Cho nên nếu mình không có trí tuệ, được thân người rồi, chết bỏ thân người này, tái sinh trở lại làm người rất là khó. Khó lắm, khó hơn con rùa mù như thế. Người ta biết con rùa mù xác suất nó chui được vào bóng cây trên mặt biển ấy đã vô cùng khó. Khó hơn xác suất trúng xổ số đặc biệt. Thế mà Phật nói là cái việc con rùa mù chui bóng cây ấy vẫn còn dễ hơn là cái người chúng ta, người ngu này này. Chúng ta nếu mà không có trí tuệ, không gặp được chính pháp, chết rồi đọa xuống ác đạo, ba đường ác,
luẩn quẩn ở trong ba đường ác mà đè đến lúc trồi lên được làm người, khó hơn con rùa mù ấy. Khó lắm thưa đại chúng. Trên trong Quy Sơn Cảnh Sách thì Phật dạy, nhất thất nhân thân mà vạn kiếp bất phục, một lần mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Muôn muôn kiếp, nó khó lắm. Bây giờ đại chúng thấy, ví dụ bây giờ chết mà mình tái sinh làm con mèo, trong một đời con mèo không biết nó vồ bao nhiêu con chuột, thế rồi cứ thế ân oán với nhau, tái sinh đi, tái sinh lại. Đấy, con dễ gì được làm người đâu, khó lắm. Đấy. Trên trong một bài kinh khác thì Đức Phật mới lấy móng tay ấy, Đức Phật khều một tí đất ở dưới mặt đất này. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo là các ông thấy đất ở móng tay ta nhiều hay đất ở dưới đại địa này nhiều, quả đất này nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói rằng thưa Thế Tôn, là đất ở đại địa này là nhiều chứ, đất móng tay không thể so sánh. Thì Đức Phật dạy cũng thế, cái người sinh ra kiếp người này rồi mà được tái sinh, chết đi rồi tái sinh trở lại người, ít như đất ở trên đầu móng tay so với đất đại địa đấy, rất ít thưa đại chúng, rất ít. Thì chúng ta kiểm lại xem thế nào, đa phần là chúng ta đọa đấy, làm ngã quỷ, làm cô hồn, làm súc sinh hoặc vào địa ngục, đa phần đấy. Chứ phải gắng mà tu đấy, hết sức gắng tu. Nếu thân người mà mất rồi là phục lại khó lắm, khó lắm lắm đấy. Đấy, thưa đại chúng, chân mọi người phải biết trân quý cái thân mình, giữ gìn bảo trọng nó để mà tu. Đây nó là cái thuyền, là cái phao nổi cho mình đấy. Ở trong nhà Phật mình thì có những cái nói nó rất là có thể là trái ngược nhau. Có lúc thì Phật bảo thân này là bất tịnh, là ô uế không đáng quý, hiểu không? Nhưng hôm nay thì Phật lại bảo thân người là khó lắm, ông phải trân trọng nó để mà tu. Thế là thế nào? Nghe không? Đấy, chúng ta nếu không hiểu chỗ này là cứ thấy nó mâu thuẫn nhau. Đúng rồi, thân này là bất tịnh, là cái đáng chán. Nghe không? Là cái mình không thể đắm say mê đắm nó được. Mình mê đắm cái thân xác này là mình lại tạo nhiều tội lỗi. Thế nhưng mà cũng không phải như thế rồi mà bỏ nó đi, vứt nó đi. Thời Đức Phật thì đã có đến 500 vị sư. Khi mà được Phật dạy, à, ngài Xá Lợi Phất dạy về quán cái thân này là đồ bất tịnh. Khi các ngài quán một hồi thấy nó toàn là đầu lâu xương sọ rồi, máu mủ rồi ruột non ruột già, phân tiểu trong đấy thấy bẩn quá, các ngài ghê quá. Thế là thuê người đi cắt cổ mình. Đấy. Thế bảo thấy kinh quá, không thể chịu được, tại sao mình lại đi ôm cái xác này tha lôi nó đi khắp đó đây, ghê quá, thế là thuê người đến cắt cổ mình. Đấy. Thôi Phật đấy. Thế một thời gian sau Phật tự nhiên thấy chư tăng là cứ thấy vắng bóng đi, thế không biết đi đâu. Thế ngài mới hỏi, tất nhiên ngài biết, nhưng ngài mới, lúc ấy ngài mới hỏi. Thế thì mấy vị bảo bạch Thế Tôn là mấy vị lại quán thân này thấy nó bất tỉnh quá, thế là ghê tởm nó cái thân xác này, để thuê người đến cắt cổ, giết đi. Đấy. Thế Phật bảo các ông dạy dạy cho của mấy ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiều Lăng Công dạy huynh đệ tu thế là sai mất rồi. Quán bất tịnh xong rồi phải phải quán tịnh. Cái thân này nó bất tịnh đúng rồi, không đáng yêu, không đáng mến, nhưng mà phải dùng nó để tu. Ông chưa chứng quả, ông chưa đắc giải thoát thì ông phải dùng nó, ông phải giữ gìn nó để mà tu chứ. Các bạn, giống như ở đây nói các quý Phật tử bây giờ mình ấy, mình bị đắm thuyền ở giữa giữa sông ấy, mà vớ được một cái xác chết nó nổi lành phành đấy, nó nổi lên, mình túm vào nó nhờ nó mà mình không bị chìm, mình có túm không? Cũng phải túm nó chứ, xác chết nào nó cũng nổi lên hết đấy, mình túm vào nó để mà nổi lên, để mà đạp vào bờ chứ. Nhưng mà mình có thích cái xác chết hay không? Xác chết nó thối không thể chịu được, không thích, nhưng mà nhờ nó mà mình không biết bơi mà, thì phải túm vào nó để mà đạp vào bờ chứ, phải giữ chặt nó. Đấy, chứ bảo tôi quý cái xác chết này thì không quý, nhưng mà đang lúc này phải cần nó, phải nhờ nó, thì cho nên nói là quý cũng được, vẫn phải quý nó để mà tu, để đưa vào bờ. Nếu ra vào được bờ rồi thì thôi vứt cái xác ấy đi. Đấy, cho nên Phật mới nói là cái thân này ấy, nó không đáng yêu đáng mến, nó là vật nhơ nhớp bất tịnh, nhưng nó được nó cũng rất khó. Được nó rồi phải biết dùng nó để mà tu tập để được lợi ích. Đấy, thưa đại chúng, đối với cái thân xác của chúng ta,
được thân người vô cùng khó. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe là chỗ này đấy. Mà chúng ta đây đã được rồi, 40 năm, 50 năm cuộc đời mình sử dụng cái thân này thế nào, mình phải kiểm lại. Nếu cả 40, 50 năm vừa rồi chúng ta dùng nó một cách bừa bãi, vô ích, thì hôm nay bắt đầu phải dùng nó cho tốt. Đấy, chúng ta dùng cái thân này có khi dùng bừa bãi, cứ bảo thân này của tôi muốn làm gì thì làm, tôi làm bừa làm bãi, phải không? Đấy, cứ đổ rượu vào đây, đổ thuốc vào đây, đổ thuốc lá vào đây, thuốc lào vào đây, đổ ma túy vào đây, phải không? Ăn chơi trác táng đổ vào đây, cuối cùng là gì? Mình tự tàn phá thân mình, rồi mình đau khổ. Đó, thế nên mình biết giữ gìn nó, vào để dùng nó được bao nhiêu lợi ích. Đấy, thưa đại chúng, cho hôm nay qua cái bài kinh này để chúng ta thấy Phật dạy cái thân người được như chúng ta là khó lắm, cũng nhiều phước duyên lắm mới được thân người. Chúng sinh cõi người mình bây giờ có được khoảng độ mấy tỷ, 6-7 tỷ. Chúng ta nhìn thấy ví dụ một trận mưa thôi, cái đàn mối ở trong rừng này ra là khoảng bao nhiêu tỷ con, không biết bao nhiêu con kiến mối run rế lăng quăng bỏ gậy, biết là bao nhiêu tỷ con, thì mình biết là cái tỷ lệ làm người này rất ít, không phải dễ đâu. Cái loài người mình so với tất cả chúng sinh hữu tình trong cái trái đất này thôi, mình chỉ làm con số một phần rất nhỏ, một phần tỷ 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 thôi, chứ không ăn thua gì cả. Thế mình biết có rõ ràng là mình quý hiếm không? Được làm thân người rất quý hiếm, cho nên phải dùng nó nhé. Ai lỡ từ trước cho đến hôm nay dùng thân này bừa bãi, hôm nay phải chấn chỉnh lại, dùng thân này cho nó lợi ích. Nghe không? Không uổng phí mất cái thân này. Giống như thế, cái bè mình có mà mình không biết dùng nó để qua sông, mà mình làm hư hỏng nó, chết chìm giữa sông, thì cái lỗi ấy ở mình, không phải tại ai. Đó. Thì kính thưa đại chúng, bài kinh này Đức Phật nhắc nhở chúng ta để chúng ta thấy được có thân người này là một cái tài sản rất quý để chúng ta lương đây tu tập, không nên bỏ phí thời gian. Bây giờ chúng ta nghe tiếp bài kinh Đức Phật dạy về bốn hạng người. Bài kinh này thì có tựa đề là hướng đến ánh sáng. Đã, thì Phật dạy thế này: một hôm Đức Thế Tôn trú ở Xá Vệ, rồi vua Basenadi nước Kosala đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với vị vua này thế này: này đại vương, có bốn hạng người có mặt hiện diện ở trên đời. Hạng người thứ nhất ý, là hạng người sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Hạng người thứ hai là sống trong bóng tối và hướng đến ánh sáng. Hạng người thứ ba là sống trong ánh sáng mà hướng đến bóng tối. Và hạng người thứ tư là sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Thưa đại vương, đó. Thế thì Đức Phật nói với ông vua Basenadi như vậy, thì đại vương phải nên theo cái hạng người nào? Chúng ta đây cũng thế, chúng ta nên theo hạng người nào? Cái hạng người mà Phật nói sống ở trong bóng tối và hướng đến bóng tối đó là thế nào? Đó là cái người sinh ra trong đời này thiếu phước báu, ở trong cái hoàn cảnh rất là đau khổ, nghèo nàn, túng thiếu, thất học, vào cái môi trường không tốt. Đấy là người này sinh ra ở trong bóng tối đấy. Sinh ra ở cái vùng biên địa hà tiền, không có văn hóa, văn minh. Đấy, đấy là người này sinh ở trong bóng tối. Thế mà người này lại hướng đến bóng tối. Tức là sao? Họ sinh ra như vậy rồi họ không có duyên lành để gặp được thiện hữu tri thức. Vào không được những các cái môi trường tốt, cuối cùng họ lại tạo tác nghiệp ác, các cái nghiệp ác, thân khẩu ý tạo nghiệp ác, để cuối cùng họ chìm ngập trong bóng tối, chết rồi đọa xuống. Đấy là người này sinh ở trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Cái người thứ hai mà Phật nói ở đây, tức là người sinh ra trong bóng tối, sống trong bóng tối và hướng đến ánh sáng.
là cái người này sinh ra trong hoàn cảnh rất đau khổ như thế, tối tăm như thế, nhưng họ có duyên lành, họ được gặp chính pháp, họ ứng dụng, họ tu tập, họ làm cho cuộc đời họ tốt đẹp lên, chuyển hóa tất cả những các cái nghiệp cũ, nghiệp ác của mình thành những cái nghiệp lành, thì người này là người ở trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng. Như chúng ta ở đây, đa phần chúng ta ở đây là ở trong bóng tối mà đang hướng ra ánh sáng. Có hỏi Phật tử mình thì Thầy thấy đa phần là rất nghèo khổ, khó khăn. Không phải ai cũng có điều kiện giàu có hay là sinh ra trong môi trường tốt đâu. Đấy, thì chúng ta là ở bóng tối đấy. Nhưng mà bây giờ có duyên lành gặp Phật Pháp, ứng dụng tu tập chăm chỉ, nghe không? Thực hành lời Phật dạy là mình đang hướng ra ánh sáng. Hướng ra ánh sáng. Chắc chắn cuộc đời mình phía trước mình nó sẽ sáng. Nó sẽ sáng. Cái hạng người thứ ba là ở trong, sinh ra ở trong ánh sáng mà lại hướng vào bóng tối. Thế là chúng có cái hạng người này không? Có, không, không phải ít lắm đâu. Đấy, những người được sinh ra trong cái môi trường hoàn cảnh điều kiện rất là tốt. Con ông cháu cha, con vua cháu chúa, môi trường đầy đủ giàu có, sung túc, thuận lợi mọi việc, rất tốt đẹp. Ở ngay trung tâm văn hóa thủ đô, vào thế nhưng mà rồi sao? Họ không có cái duyên lành, họ sống buông thả, trác táng, đi vào những cái con đường tối tăm, cuối cùng sa đọa. Thì đây là người này ở chỗ ánh sáng hẳn hoi mà để hướng vào bóng tối. Hàng người thứ tư ở đây Phật dạy là từ ánh sáng lại hướng ra ánh sáng. Thì đó chính là cái người có những cái điều kiện tốt mà họ lại tiếp tục tu dưỡng, tiếp tục rèn luyện, tiếp tục thực hành chính pháp. Thì người này đi lên, cuộc đời người ta sẽ đi đến chỗ rất là sáng lạ. Đấy. Thế thì Phật nói với vua Pasenadi cái bài kinh này để Đức Phật khích lệ là gì? Khích lệ nói với vua và nói với chúng ta hãy chọn lấy trong bốn cái hạng người này, chúng ta hãy thực tập, hãy là một trong hai cái hạng người. Đó là trong bóng tối hướng ra ánh sáng và ánh sáng hướng ra ánh sáng. Đấy. Nghe không? Ở đây cũng có những quý Phật tử ánh sáng mà hướng ra ánh sáng. Đấy, những cháu bây giờ đấy, con của các Phật tử có điều kiện tốt thì thấy, nhưng các cháu rất thuần thục. Vào đi học về rồi có duyên vẫn đến chùa chấp tác rồi học kinh pháp, thì các cháu này nhất khoát ở đời nó hướng ra ánh sáng, đi đâu rồi cũng được trọng dụng, được tốt đẹp, nghèo mà cuộc đời nó biết, nó làm chủ. Đấy, thế chúng ta cũng thế. Thì thưa đại chúng, với cái bài kinh này Đức Phật khuyến khích tất cả chúng ta phải ứng dụng ánh sáng Phật Pháp vào để chuyển hóa cuộc đời mình, chuyển hóa nghiệp chướng của mình, từ cái chỗ tối tăm đau khổ trở lên được an lành, được sáng, quang sáng. Đấy, và đấy là cái con đường Phật chỉ cho chúng ta đi. Thì kính thưa đại chúng, qua ba bài kinh này, chúng ta thấy chúng ta rất may mắn được gặp giáo pháp của Phật. Trong cuộc đời này, đây là cái ánh sáng vô cùng quý. Giáo pháp của Phật là ánh sáng của chân lý. Vào, không có Phật ra đời mình chẳng thể nào biết được hương vị của những cái giáo pháp này. Sắp tới kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, vào đấy, ngày cha lành của chúng ta ra đời, đấy là cái duyên lành vô cùng ấy. Mình tuy không gặp Phật nhưng mà mình vẫn còn được hưởng cái giáo pháp của Ngài để chúng ta tu hành. Không được gặp Phật Pháp làm gì mình biết thế nào là từ bi, phải không? Có khi lại còn càng lớn sân si, cứ nghĩ càng sân si càng tốt, phải không? Đấy, Thầy vẫn nói có những vị đua nhau ra chợ học chửi nhau, nghĩ thế là mình mới hay mới giỏi. Đấy là cái ngu si vô cùng đấy đó. Cái hay cái tốt không học để học những cái đó, phải không? Không gặp Phật Pháp thì mình làm những cái nghiệp ác mình càng mạnh. Cái nghiệp ác thưa đại chúng, khi mà làm thuần thục, phải không? Mình sẽ có cái thích thú với nghiệp ác. Ví dụ cái người làm đồ tể sát sinh chẳng hạn, họ giết thuần thục rồi họ cũng vui thích trong việc ấy. Cắt con cổ con lợn làm sao cho nhanh, phải không? Cắt tiết con gà con vịt làm sao cho nó chết khéo, mà giết được như thế họ cũng vui lắm. Đấy gọi là vui thích trong ác nghiệp. Vô minh mình không gặp chánh pháp. Đấy,
Đấy. Thế nhưng khi chúng ta gặp chánh pháp, mình mới biết cái này là mình đang làm ác nghiệp rồi, để mình tránh. Làm tránh. Bao nhiêu cái chuyện nhân quả trên đời này chúng ta thấy phải trả rất là đáng sợ. Không gặp chánh pháp của Phật thì chúng ta tâm tối biết bao. Bây giờ mình đã được thân người, được gặp ánh sáng Phật Pháp, vào thì nhất khoát mình phải đi từ tối ra sáng, không trở lại bóng tối nữa. Nghe không? Trước đây con tâm tối vô minh, nghe không? Bây giờ con nguyện phải đi ra ánh sáng, nương theo ánh sáng của Phật con đi ra. Nghe không? Đấy, thì đó là cái quý giá nhất cuộc đời chúng ta. Đức Phật là người khai sáng chúng ta, chỉ đường cho chúng ta đi đến cái chỗ an lạc, bến bờ, hạnh phúc, giải thoát, chân thật. Đó. Thì quý Thầy mong rằng qua hết cái phần cái bộ kinh Nikaya này, trong cái phẩm trích các cái đoạn kinh Phật dạy này, thì các quý Phật tử cũng đã thấm hơn lời Phật dạy, biết trân quý cái thời gian, cái cuộc đời của mình, trân quý cái thân của mình, ứng dụng Phật Pháp vào để mình tiến tu đạo nghiệp, được lợi ích thiết thực cho mình, hiện đời, cho gia đình, cho cộng đồng của mình, cho đất nước, cho cái thế giới này. Đó, an vui, được tất cả những cái điều phúc lạc. Đó là điều quý Thầy mong muốn và chúc cho toàn thể quý Phật tử thực hành được tốt đẹp. A Di Đà Phật.